Xin chào các anh chị. Hôm nay Hiền rất là vui được chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề, đó là làm vì sao chúng ta nên xây dựng cho mình một cái nguồn thu nhập thứ hai, hay vì sao chúng ta nên xây dựng cho mình một nguồn thu nhập thụ động. Rất là nhiều người họ mong muốn có một cái công việc ổn định, một cái nguồn thu nhập ổn định, đúng không các anh chị? Nhưng mà các anh chị thử đặt câu hỏi xem thế nào gọi là một nguồn thu nhập ổn định ạ. Có thể ngày hôm nay các anh chị đang còn trẻ, các anh chị đang còn khỏe, các anh chị đang có một cái công việc tương đối tốt, có một cái vị trí xã hội tương đối tốt. Nhưng mà có bao giờ các anh chị thử đặt một cái câu hỏi là một vài năm trôi qua thì có thể nó có xảy ra những cái thay đổi gì hay không? Một ngày nào đó bỗng nhiên có một người trẻ hơn các anh chị, khỏe hơn các anh chị, nó cập nhật được những cái công nghệ, những kiến thức mới tốt hơn các anh chị, nhưng mà đặc biệt đó là nó thế vào làm đúng cái vị trí như các anh chị, nhưng mà bởi vì nó là một người mới cho nên nó chấp nhận một cái mức lương thấp hơn các anh chị đang nhận, đúng không ạ? Và đó có phải là một cái nguy cơ rất là lớn cho các anh chị không ạ? Trước đây Hiển cũng từng làm một cái vị trí đó là tổ trưởng quản lý 18 công nhân cho một cái công ty về ngành nhựa bao bì. Thì Hiển biết một điều rằng cái vị trí mà Hiển đang có các anh chị, nó chưa chắc đã là cái vị trí ổn định. Bởi vì sao? Bởi vì trong số 18 đứa công nhân của Hiển á, trong nhóm của Hiển á, gọi là nhân viên của Hiển á, thì có tới là khoảng tầm 7-8 đứa là quan hệ bà con, đồng hương, đồng khói gì á, với ông giám đốc, với ông quản đốc, với ông chủ của cái doanh nghiệp nhựa mà Hiển đang làm á các anh chị. Hiển biết một điều rằng á, với cái mối quan hệ của những cái bạn đó thì về lâu về dài á, rất là có thể nó sẽ thay thế cái vị trí của Hiển khi mà nó nắm bắt được những cái kiến thức, những cái kỹ năng. Cho nên đôi lúc Hiển làm trong công việc cái gì, Hiển hay giấu nghề lắm, bởi vì mình sợ là một khi mà mình đã truyền hết nghề cho tụi nó có thể thay thế mình bất cứ lúc nào. Và cho đến một ngày thì Hiển hiểu về cái khái niệm về thu nhập thụ động, thì Hiển đã quyết định đó là chấm dứt cái công việc ổn định mà Hiển đã làm ở đó rất là nhiều năm, từ cái lúc Hiển mới bắt đầu bước ra đời đi làm các anh chị. Và thời điểm đó thì thu nhập của Hiển phải nói là ở mức cao so với mặt bằng của xã hội và mặt bằng của những người bạn của Hiển, kể cả những bạn mà tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp thạc sĩ cao hơn Hiển, nhưng mà cái mức lương của họ cũng không có bằng Hiển được các anh chị. Nhưng mà các anh chị thử nghĩ xem, cái sức khỏe và thời gian của chúng ta là thứ có giới hạn, nhưng mà chúng ta đem 100% cái sức khỏe của mình ra và thời gian của mình ra. Vậy thì một ngày nào đó nếu chúng ta không có thời gian và không có sức khỏe để đi làm, thì cái nguồn thu nhập mà chúng ta cho là ổn định đó có còn hay không các anh chị? Đúng không ạ? Và ông bà mình nói một câu đó là phi thương thì bất phú, không kinh doanh, không đầu tư thì không có làm giàu được. Đúng không ạ? Trong cái công việc mà đi làm ăn lương nó không có gì xấu cả, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói với góc độ về hiệu quả để nó giúp cho mình có một cuộc sống thoải mái, một cuộc sống gọi là đầy đủ về vật chất cũng như là chăm lo được cho cái gia đình của mình. Có một bài học Hiển học được rất là sâu sắc trong cuộc đời của mình, đó là bài học về một người bạn thân bị một người bạn gái rời bỏ, đi lấy một cái người làm bất động sản. Lúc đó người bạn của mình có tâm sự với mình, thì mình có nói một điều là thực ra cô bạn ấy bỏ mày cũng đúng, bởi vì mày học rất là nhiều năm trời, mày dựa dẫm vào gia đình, mày chẳng có gì tiến bộ cả, mày có thể hài lòng với cái mức lương là như vậy và cái con đường mà gia đình mày đang trải đường cho mày đi như vậy. Nhưng mà có khi người yêu mày hay là vợ mày hay là con mày nó không chấp nhận điều đó. Mày có thể chấp nhận mức lương 10 triệu một tháng, 15 triệu một tháng, nhưng mà liệu vợ mày, con mày nó có chấp nhận cái điều đó hay không? Tại sao bạn bè mình được đi đây đi đó, được có những khoảng thời gian rất là thú vị cùng với gia đình, đi khắp nơi, đi du lịch, rồi sống một cuộc sống đầy đủ, thoải mái, xe cộ, nhà cửa đầy đủ. Có thể mình cảm thấy nhà tao thì đó vậy đó, nhà cấp 4, nhà bình thường vậy rồi, xe tao cũng xe tặng, đi được, không hư hỏng, không hư hao gì đó. Rồi có thể các bạn hài lòng với điều đó, nhưng mà chắc gì cái người bạn đời của các bạn hay là con cái các bạn họ chấp nhận cái điều đó, đúng không ạ? Một cái đó con trẻ nó hỏi mình, bố ba sao bạn bè con có những cái điều kiện như vậy, đi học trường quốc tế như vậy, có máy tính laptop như vậy, có smartphone như vậy, mà tại sao con không có? Thì các bạn sẽ trả lời sau đây: ồ bộ tao sống không có mấy cái đó, tao sống được, mắc mớ gì mày sống không có cái đó mày sống được. Không lẽ các anh chị trả lời với con của mình, với gia đình của mình như vậy, đúng không ạ? Thì có hai cái dạng người mà đi làm ăn lương các anh chị. Một cái dạng là không có chí tín thủ, tức là
giao làm gì làm đấy, không có khát vọng, không có ước vọng thực sự muốn thăng tiến. Họ làm mãi một cái vị trí, một cái công việc suốt nhiều năm mà họ không có chán, họ không có một cái kỳ vọng gì lớn, họ không muốn gì tiến thân gì hết. Đơn giản đối với họ là cứ ổn định như vậy, hàng tháng đều đặn có cái mức lương như vậy để tôi trả hết mọi chi phí, hóa đơn và lo cho gia đình. Nhưng mà có một dạng thứ hai, đó là họ cũng đi làm vì điều kiện họ bắt buộc phải đi làm, nhưng mà trong đầu của họ luôn luôn khát khao, luôn luôn ấp ủ một cái ngày nào đó, một cái cơ hội nào đó giúp cho họ phát triển, phát huy hơn nữa. Họ không muốn có một mức thu nhập nó cứ tàn 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 như vậy. Họ mong muốn khát khao một ngày đó họ được làm chủ cái thời gian của họ, cái công việc của họ và cái mức thu nhập của họ. Thì các anh chị ạ, có nhiều người thì đổ lỗi là tại vì bây giờ tôi cũng muốn kinh doanh, tôi cũng muốn đầu tư, nhưng mà vốn liếng đâu ra mà đầu tư. Thì tôi đang muốn là tôi đi làm, tôi tích lũy một thời gian, khi tôi có đủ số vốn tôi sẽ ra ngoài tôi đầu tư, tôi sẽ ra ngoài tôi tự làm chủ. Nhưng mà các anh chị thử nghĩ xem, các anh chị phải trả lời trung thực nha, các anh chị đi làm bao nhiêu năm rồi và các anh chị đã tích lũy dư được bao bao nhiêu rồi? Và một sự thật đó là chúng ta chi phí quá nhiều hàng ngày. Bây giờ các anh chị biết là ngày xưa ba mẹ của Hiển nuôi, anh em Hiển á, 7 đứa con mà vẫn nuôi tốt, uống được gạo húp cháo gì ăn linh tinh lang thang, vẫn lớn vẫn khỏe. Nhưng bây giờ các chị đồng ý rằng nuôi một đứa con cực kỳ vất vả hơn ngày xưa rất là nhiều, nào sữa sủng, nào bệnh viện, nào chi phí, rất là nhiều thứ. Cho nên thật sự các anh chị chi phí không đủ với cái số lương của các anh chị nữa, chứ các anh chị đừng nói chuyện là dư ra để mà sau này đi đầu tư, đi làm chủ, đúng không ạ? Vậy các anh chị thử nghĩ xem, nếu như bây giờ mình làm một tháng nhé, lương mình bao nhiêu, mình trừ chi phí bao nhiêu, tại sao mình luôn luôn đặt cái câu hỏi là đầu tháng nhận lương hớn hở hào hứng, rồi đến giữa tháng bắt đầu là cảm thấy là tiền nó vơi đi gần hết rồi, trả nợ trả nần hết rồi, và đến cuối tháng lại một điệp khúc cũ, tiền ơi mi đâu rồi, rồi bắt đầu là xoay đầu này đắp đầu kia, rồi là ráng xoay sở để cho qua tháng, rồi điệp khúc đó lại lặp lại vào tháng sau. Các anh chị sống biết bao nhiêu năm như vậy mà các anh chị không có tỉnh ngộ ra, không có nhìn nhận một cái con đường khác. Ngày xưa khi mà Hiển quyết định Hiển nghỉ cái công việc mà Hiển đang làm với mức lương rất là tốt, thì ba của Hiển, gia đình của Hiển cũng hoàn toàn phản đối, không cho đó là một cái quyết định khôn ngoan. Nhưng mà Hiển biết một điều rằng nếu như mình sống mãi trong cái vùng an toàn đó với cái mức lương ổn định đó, thì chưa chắc là nó đã mang lại cho mình một cái sự ổn định, một cái sự an toàn thực sự, mà nó chỉ là tạm bợ thôi các anh chị. Và trên thực tế là công ty mà Hiển làm các chị, sau một thời gian Hiển nghỉ á, sau một thời gian đó thì từ 4 xưởng các anh chị, vì kinh doanh khó khăn, vì kinh doanh vất vả, họ phải giảm nhân công, họ giảm cái xưởng từ 4 xưởng xuống chỉ còn có 2 xưởng thôi các anh chị. Rồi thời điểm này nếu các chị thử nghĩ xem, nếu mà khủng hoảng kinh tế xảy ra như thế này, đúng không ạ, và cái dịch cúm như này, đó là những cái rủi ro hoàn toàn chúng ta không biết trước được. Mà nếu như những cái rủi ro này xảy ra á, thì các anh chị nghĩ xem là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ với ai, và có thể là với chính mình và gia đình của mình. Vậy thì lúc mà các anh chị đang ngồi bó chân ở nhà như này nè, thì có phải các anh chị đang rất là khó khăn không ạ? Nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất đó, mà cái việc mà chúng ta đang bỏ cái công sức thời gian của chính mình ra đi làm, thì liệu các anh chị có cảm thấy thoải mái hay không, đúng không ạ? Thì đó là một cái bài toán mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại, nó gọi là bài toán cuộc đời. Mình có 80 năm để sống, mình có 20 năm ăn học để mà mình vào độ tuổi đi làm, rồi mình lao động 40 50 năm để mình kiếm tiền, rồi đến cuối đời khi mà mình có thể nói mình tích lũy được một số tiền gọi là dưỡng già, thì chưa biết sức khỏe của mình đến lúc đó có cho phép mình dưỡng hay không nữa, hay là mình dùng toàn bộ cái số tiền mình tích lũy cả đời đi làm, rồi mình chữa bệnh, rồi mình chi phí cho bác sĩ, rồi mình cũng chẳng có gì đủ sức khỏe để đi chơi du lịch đây đó để mà hưởng thụ nữa, đúng không ạ? Mà lúc đó là ăn qua ngày chờ qua đời rồi các anh chị. Cho nên là nếu chúng ta thực sự mong muốn, thì chúng ta phải thành công sớm, thành công trẻ bằng cách là chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nguồn thu nhập nó hiệu quả hơn, và nó là một cái nguồn thu nhập thụ động. Bởi vì sao nó thụ động? Thì các anh chị không phải làm việc tiếp tục, nhưng mà tiền nó vẫn cứ chảy về tài khoản của mình, thì đó mới là cái nguồn thu nhập giúp các anh chị có thể tự do làm những gì mình muốn. Còn bây giờ các anh chị là một giám đốc, một tổng giám đốc, trách nhiệm trên vai rất là nặng nề, các anh chị có muốn đi đâu cũng rất là khó đi. Có thể mình có tiền nhưng mình không có thời gian. Nếu mình đang kinh doanh một cái nhà hàng, mình đang kinh doanh một cái công ty, một cái doanh nghiệp nào đó, mà bản thân mình vẫn phải có xuất hiện, vẫn phải có mặt, vẫn phải làm việc mới tạo ra được cái thu nhập, thì chúng ta đang gặp bị gì ạ? Làm nô lệ cho cái đồng tiền, phải không ạ? Chúng ta có tiền nhưng chúng ta không tiêu được, chúng ta có tiền nhưng chúng ta không có thời gian để tiêu. Cho nên hãy nghĩ rằng cái việc mà chúng ta xây dựng một cái nguồn thu nhập nó rất là quan trọng, mà nó là phải là nguồn thu nhập thụ động các anh chị nhé. Các anh chị thấy thu nhập thụ động ví dụ như là KFC này, không, họ có một cái chuỗi
gọi là gà rán trên toàn cầu. Ông chủ KFC ông đâu phải đi làm, ông đâu phải đi bán gà rán, ông đâu phải đi phục vụ khách hàng, đúng không anh chị? Nhưng mà mỗi một cái hệ thống, một cái chuỗi như vậy hoạt động và tạo ra cái nguồn thu nhập đều đặn cho ông. Và đó là lý do vì sao mà hy vọng các anh chị hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động. Có người á, thì họ chăm chỉ lắm các anh chị, họ đi làm một nghề một việc, họ cảm thấy thu nhập chưa đủ sống, chưa đủ lo cho gia đình, họ lại tăng ca, họ lại làm thêm một cái công việc thứ hai, nhưng mà cái tính chất công việc đó cũng vẫn là dùng 100% sức của mình để làm việc. Họ đem thêm việc về nhà làm, họ làm thêm làm bớt, họ tăng ca rồi họ cuối cùng cũng càng bận rộn thêm, nhưng mà làm nhiều thì chi tiêu nhiều và cuối cùng quay qua cái lại. Các anh chị có nghe một câu quen không? Nhiều người nói là ôi mày làm dữ vậy rồi tiền để đâu cho hết. Cái câu này rất là quen, nhưng mà thực tế là cái người mà làm càng nhiều như vậy các anh chị, họ chưa chắc đã dư nhiều, chi phí rất là nhiều. Cho nên các anh chị phải tìm kiếm cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động. Vậy thì á là các anh chị có thể các anh chị sẽ nói một cái câu như này này, biết có nhiều anh chị xem thường cái việc mà gọi là đi làm bán hàng hay là đi làm đa cấp hay là đi làm mấy cái công việc gì mà các chị hay có cái câu là tôi không thích làm mấy cái nghề đó, mấy cái việc đó. Nhưng mà hôm nay tặng các chị một câu nói mà trước đây có một người là rất là giàu có và rất là thành công, ông cho hiện cái câu nói để mà giúp hiện tỉnh ngộ các chị. Ông nói một câu đó là cái người trưởng thành á thì họ sẽ làm những việc họ cần, còn những đứa con nít nó mới nói những cái câu là tôi chỉ thích làm này, tôi chỉ thích làm kia. Các chị, kinh doanh không phải là làm những gì mình thích, mà kinh doanh là làm những gì mình cần các anh chị ạ. Và chúng ta là một người trưởng thành, chúng ta không thể nói là tôi thích cái này, tôi thích cái kia, mà chúng ta cần phải làm cái này, cần phải làm cái kia. Các anh chị thử nghĩ xem cái việc mà chúng ta nuôi một đứa con, đúng không ạ? Đâu phải chúng ta nói là tao thích nuôi theo cách này, tao thích. Không phải. Chúng ta nuôi nó là chúng ta cần phải làm những việc đúng đắn. Có thể những việc đó rất là gây khó chịu cho mình, gây khó chịu cho người khác, nhưng mình phải làm bởi vì mình biết là cái việc đó là việc cần thiết để giúp cho đứa trẻ nó phát triển. Thì cũng vậy, có nhiều người xem thường cái việc là đi làm bán hàng đa cấp. Xin hỏi các anh chị hãy hiểu đúng cái định nghĩa của việc bán hàng đa cấp là gì. Cái việc mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống, cái chị network á, một cái xây dựng một cái cộng đồng á, nó là một cái nghề, hình cho là một cái nghề cực kỳ thông minh trong cái xã hội này. Các chị thử nghĩ xem, nếu các anh chị đang đi xây dựng một cái doanh nghiệp, các anh chị đang tuyển dụng rất là nhiều nhân viên đi làm cho mình, thì cái đầu tiên các anh chị cần phải có vốn để bỏ ra, các anh chị thuê người, đúng không ạ? Các anh chị trả lương cho họ để họ làm việc cho các anh chị, họ mang về cái thu nhập cho các anh chị. Nhưng mà cái chi phí ban đầu đó các anh chị phải bỏ ra rất là lớn. Nhưng trong cái ngành network này, cái ngành bán hàng đa cấp này, cái ngành xây dựng hệ thống này, các anh chị có thể xây dựng một cái cộng đồng, một cái hệ thống thông qua một cái đơn vị, một cái công ty kết nối đó. Sau đó những cái người này họ đang ngày đêm họ tạo dựng cái ước mơ cho chính họ, họ xây dựng cái nguồn thu nhập cho chính họ, nhưng đồng thời họ cũng giúp cho mình một chân một tay để giúp cho mình xây dựng cái nguồn thu nhập cho mình. Và đó là một cái công việc thấy rất là thông minh các anh chị. Các anh chị thử nghĩ xem, nếu các anh chị là một ông chủ, các anh chị đi kinh doanh, các anh chị bỏ tiền ra quảng cáo chi phí rất là nhiều trước, nhưng mà các anh chị chưa biết hiệu quả nó mang về là bao nhiêu. Ví dụ tháng này các anh chị chi ra 10 tỷ để quảng cáo, nhưng mà cái việc bán được doanh số một tháng này bao nhiêu tiền các anh chị đâu có quản lý được, đâu các anh chị đâu chắc chắn được. Nhưng mà nếu như các anh chị xây dựng một cái hệ thống network, một cái cộng đồng, các anh chị xây dựng một cái đội nhóm như vậy, thì các anh chị đâu phải trả lương đồng đồng cắt bạc nào cho họ đâu. Họ mang về bao nhiêu cái doanh thu, bao nhiêu cái doanh số thì công ty cũng như là chúng ta được trả dựa trên cái hiệu suất, cái hiệu quả mà cái hệ thống này, cái cộng đồng này mang về. Đó có phải là một cái cách kiếm tiền cực kỳ thông minh không các anh chị? Và với cách kiếm tiền này nó là một cái nguyên lý bội tăng, các anh chị có thể xây dựng là những người ban đầu rồi nhân rộng ra và thành một cái hệ thống rất là lớn, không giới hạn về số người, và doanh thu càng lớn bao nhiêu các anh chị càng có nhiều thu nhập bấy nhiêu. Đó có phải là một cách kiếm tiền cực kỳ thông minh không ạ? Cho nên các anh chị ạ, nếu mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghiêm túc nhìn nhận lại, chúng ta là người trưởng thành, thì chúng ta cần phải định vị rõ là tôi cần làm việc này chứ không phải là tôi thích làm việc này. Có thể các anh chị không thích cái nghề đa cấp, cái nghề xây dựng hệ thống, nhưng mà các chị phải thừa nhận rằng các anh chị không thể từ chối cái chất lượng, cái kết quả mà một người thành công trong cái ngành này họ xây dựng thành công, cái cuộc sống của họ, cái chất lượng của họ, cái lifestyle của họ, các chị không thể chê được, đúng không ạ? Vì thế các chị hãy liên lạc lại với người chia sẻ cho các chị cái video clip này để các chị tìm kiếm liên lạc để có cho mình một cái cơ hội xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động. Và các chị nếu có thể hãy liên lạc với Hiển, Hiển là một trong những người fan cuồng của thu nhập thụ động, và Hiển có trong tay những cái cơ hội, những cách thức
để giúp các anh chị xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.